Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như năm loại mắt, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như mười lực Phật, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như pháp không quên mất, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như tánh luôn luôn xả, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như trí nhất thiết, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như quả dự lưu, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Như quả nhất lai bất hoàn A La Hán, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như quả vị độc giác, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại vì như quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng thể nắm bắt được nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Lại nữa thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì sắc nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì thọ tưởng hành thức nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì nhãn xứ nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì sắc xứ nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì thanh hương vị xúc pháp xứ nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng vì nhãn giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, chẳng vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nên hộ niệm Đại Bồ Tát ấy.